hello xin chào mọi người đây bên mình là hiện giờ là mình đang thụ, thụ phấn đợt hai nha mọi người nhưng hôm nay trời mưa đây là cái cái bông mà mình mới thụ mà hôm hai hôm trước hôm qua tính là hôm qua chứ không phải hôm nay nha mà tại vì trời mưa á cho nên nó rất là dễ bị rụng còn cái này là mình thụ hồi sáng nè nó cái này hồi sáng cái này là à, mình thụ phấn đợt hai đợt hai này của mình là mình cắt hôm bữa á. À, uh, hôm bữa 20 20 26 26 tháng uh, tháng 8 26 tháng 8 nha thì uh, thì hai hôm trước á, là mình đã thủ rồi, mình đã thủ phấn đợt hai Thì uh, hôm nay là uh, 2 26 tháng uh, tháng 9 thì uh, mình thủ phấn trước hai hôm. Đây mọi người xem trái đợt đầu tiên của mình. Đây, đó mọi người thấy ha. Quá cho đẹp luôn đây là đợt đầu tiên nha đợt đầu tiên là mình cắt hôm tháng 7 này nó nhìn khi mà mấy bạn mà làm vàng giống như mình gì nè nó mọi người xem nhìn cái trái của nó nhưng mà chủ yếu là mình à, mình quằn đỏ cái nằm ngang nằm ngang cho nên cái trái của mình thụ thì nó 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 toàn tan toàn trang như thế này nè này mọi người xem mình trái của mình thì nó không có dính liền dính liền nhau nha. Một nhánh nó một nhánh mà dài mà bự như thế này nè. Đó thì cái này là mình chưa có tỉa nha mọi người, mình để cao tay lắm tầm năm trái thôi. Nhánh dài mà bự nữa nha. Cái nhánh của mình nó cũng bự chà bá luôn nè. Đó, nào nhánh bự nha. Thì một nhánh như thế này, khúc đầu tiên như thế này nè, là mình để tầm năm trái thôi nhưng mà tại vì mình thụ phấn thì nó hơi dư nhưng mà mình còn tỉa tại vì mình tỉa là nhiều lúc là mình mình sợ cũng như là nó bị méo nè rồi nó bị uh, bị nhánh nó bị quẹt bị đen nè cho nên là mình mình chấm hơi dư nhưng mà mình sẽ tỉa cái này thì mình chưa có tỉa tại vì mình mình đang thụ phấn ở bên trong đây mình đang thụ phấn đợt hai đợt hai là hoàn toàn ở bên trong hết nó mình thụ phấn đợt hai cho nên là mình chưa có tỉa tỉa cái đám này để trầm mà, à, mà tuần sau á tuần sau mình mới có thời gian để mà mình tỉa nhưng mà cái này thì trái rất là đẹp rất là ok luôn đây mình cho mọi người xem đó đây trái coi nè lừ hết trơn nha nhưng mà năm nay á là à, trái mà na dứa của mình á nó không có điều nó không có điều tại vì năm nay á là bông nó ra nó ra tuồn luôn hột le à nó ra không có điều á mọi người cho nên là có cái trái thì nó bự à có trái thì nó cũng hơi nhỏ nó dạng như nó nhỏ như gì nè đó có trái hơi nhỏ như gì rồi có trái thì nó bự như gì mà thứ hai nữa là mình chấm nó nhiều ngày nữa mấy cái trái mà nhỏ nhỏ như gì nè là cũng như mấy cái trái bự như gì đi à mình chấm tầm 3 ngày như mấy cái bự này nè nó nhìn nó rõ ha đó mình chấm tầm 3 ngày ba ngày xong cái mình sẽ ngưng mình sẽ đi chấm đám khác xong một cái mình sẽ quay cho lên mình bù nó thì cho nên là nhìn thấy cái trái nó bự với trái nó nhỏ nó cách xa nhau nó cách xa nhau khi mà tới lúc mà mình lựa Mình cảm thấy ừ như cái nhánh này đi Nhánh này nó đều trái, đủ trái Thì những cái trái nhỏ đó mình sẽ bỏ Còn chẳng hạn như mình thấy không đủ trái Thì mấy cái trái nhỏ đó mình vẫn lấy nha mọi người Nó cho nên là nó không có đều trái Này, có trái thì gì nè Trái thì nó hơi nhỏ một tí Nhưng mà có trái thì nó đều gì Rồi à Hôm nay thì mình có xem một cái bình luận Của một bạn là nó là à, Mãng cầu na dứa vú rồi nó 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 đen thui nó nó thúi luôn rồi nó không có chín thì mình đã chia sẻ với mọi người à, cái vấn đề mà na dứa mà thúi này rất là nhiều lần rồi ha là hiện tại nha hiện tại vào bắt đầu từ tháng 11 tây đổ trở lại là không được thu hoạch mãn cầu na dứa khi mấy bạn làm mãn cầu na dứa mà thu trước tháng 12 thì hiện tượng này là nó quá bình thường nó không chín nó bị nứt đầu rồi nó thêm nó thúi cùi rồi nó bị sượng, ăn không được cái này là hiện tượng bình thường ha là mình sẽ không có sử dụng như là thuốc gì hoặc là làm cái gì cho nó chín hoặc là mình đi vú gì hoàn toàn là mình không có không có không, không có làm được nếu như làm được là ở bên tôi tôi tự làm rồi tôi không có khờ để mà tôi đợi tới tháng 12 để mà tôi thu hoạch nha mọi người ha nó nếu như làm được là tôi đã làm rồi Tại vì làm không có được cho nên bên đây là chịu thua Thứ hai nữa là hiện giờ à, người ta đã 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 à, đã nghiên cứu rất là nhiều năm rồi Nó đơn giản là người ta đã bỏ công ra nghiên cứu rất là nhiều năm rồi Cho nên là không được, không sử dụng bất cứ những cái loại thuốc gì Để mà à, cho khiến cho cái trái này nó chín hết trơn á Có nghĩa là mấy bạn cứ để cho tới tháng 12 đi Nó thu hoạch đi thì nó chín tự nhiên thôi Không cần phải vú nó cũng tự chín và tự ngon đó. khi mà mấy bạn đã là à, chấp nhận mình làm nghịch nghịch mồ ha thì mình chấp nhận là cái sự thiệt hại của mình là không thu hoạch được bán ra thị trường có chừng túng chữ nữa đó người ta ăn không được thì người ta sẽ sẽ kêu mình đền ha, người ta chữ mình ha là mặt hàng của mình nó sẽ không có không có đẹp mắt ha rồi sẽ ảnh hưởng tới những bạn làm khúc sao tại vì khi mà khúc đầu người ta ăn không được thì khúc sau người ta cảm thấy cái trái này nó nó không ngon người ta không mua nữa tại vì hồi xưa ở bên đây nó cũng như vậy đó hồi xưa bên đây cũng như vậy có rất là nhiều người họ làm sớm họ làm sớm họ thu hoạch nhiều á rồi sau cái tới khúc sau mấy mấy như vậy như, như, tụi tôi đi làm đúng vụ vậy là ra rồi xong phiên ha người ta cảm thấy ở ừ, cái trái này sao mà ăn nó không chín này kia rồi nó nó, nó tùm lum nó cho nên là là không có được cho nên là mình đã nói với mọi người rất là lâu rồi ha là kẻ những cái trái này là phải tới tháng 12 mới thu hoạch rồi những bạn nào mà làm sớm làm nghịch mùa thì mình cũng thừa biết là mấy bạn là làm sớm hơn là tại vì sợ bão sợ mưa sợ à, sợ 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 giông gió rồi đó nó chấm bông không có được làm cho trái măng cầu mình nó xấu đi không thu hoạch được hoặc là giống như dân bữa hổm nè nó bị cơn bão đó như vậy ra sẽ đánh trái này kia rồi thì ai cũng có cái 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 ai cũng có cái nỗi sợ hết trơn á nó ai cũng có cái nỗi sợ và ai cũng có cái sự gọi là uh, suy nghĩ riêng ha thì thì uh, mình đã dám làm thì mình dám chấp nhận ăn không được nha nó dám chấp nhận là trái mà nó sẽ bị hư đó. thường thường tôi tỉa trái này cũng như vậy luôn đó, cái trái đang gì tuyệt vời nó gì đó. thì khi mình chấp nhận mình làm sớm rồi thì mình chấp nhận nó hư thôi ha chứ mình đừng có nghĩ rằng là lấy thuốc gì thuốc gì làm cho nó chín ha cái cây này cái trái này là không có không có thuốc gì làm cho nó chín được trơn á nó để cho nó chín tự nhiên thì nó sẽ nghe lời đúng ngày đúng giờ đúng tháng nó tự chín thôi mấy bạn không cần làm thì nó cũng chín nữa nó cái cây này là nó như vậy còn dạng như mình đã cố ý mình làm nghịch mùa rồi nó mình à, mình cũng à, mình lựa chọn được thì thì nó cũng được quyền lựa chọn không chín vậy À, mình lựa chọn làm trái sớm thì nó cũng được lựa chọn nó không chín ha à, người ta có cá tính chơi chưa đây có cá tính nha đó thì mình mình trả lời với bạn là như vậy ha không có thuốc gì không có cái gì để mà làm cho nó chín hết yêu cầu bạn tới tháng 12 hai bạn thu hoạch thì nó sẽ tự chín thôi nó như vậy ha còn nghe xin chào mọi người nha, hiện giờ trời đang mưa nè nó không có thụ phấn được cho nên đi về có gì sáng lại thụ phấn ha rồi xin chào nha mọi người